Zen Academy là bộ công cụ ứng dụng của Master Success, gọi là bản đồ thành công. Thì trong đây là 60% là bản đồ thành công Master Success, 40% còn lại là chúng tôi kết hợp với bộ công cụ NLP, đó là lập trình ngôn ngữ tư duy, MBTI, DISC hoặc là Ikigai. Và đây là một bộ công cụ để chúng tôi giúp cho các em định hướng phát triển được năng lực nội tại của mình, biết được điểm yếu, điểm mạnh, biết được hành trình phía trước của mình, giúp cho các em khai phá được tiềm năng của mình, có được một cái tương lai học tập tốt nhất, phát huy được những cái năng lực tốt nhất của mình, khắc phục được những cái điểm yếu của mình, để biết được điểm yếu của mình, để vun bồi những cái điểm yếu của mình để có được cái hành trình cuộc sống tốt hơn. Rất là cảm ơn WeWin và chúc cho WeWin ngày càng phát triển hơn, và chúng tôi rất là biết ơn sự đồng hành của mình đối với WeWin. During the COVID-19 pandemic, thank you for the teachers for helping me.